Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip về một chiếc ô tô đậu bên lề đường bị mất hai chiếc lốp sau. Và sự việc đã gây xôn xao dư luận vì từ trước đến nay thì Đà Nẵng chưa từng xảy ra hiện tượng mất trộm theo cách vậy. Thế nhưng sự thật lại khiến cho không ít người cảm thấy bất ngờ. Theo đó, thì vào trưa 15 tháng 1, một phụ nữ gọi điện trình báo với Công an phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về việc xe ô tô của gia đình bà khi đang đậu trước nhà thì bị mất hai lốp xe phía sau. Tuy vậy, sau một hồi báo công an, người phụ nữ này đã xác định được người tháo lốp xe lại chính là chồng của mình. Và nguyên nhân là do hai vợ chồng xích mích nên chồng bà đã tháo lốp xe. Chiếc xe là tài sản chung của hai vợ chồng do người phụ nữ đứng tên trên giấy tờ. Công an phường Khuê Trung đã xác nhận có việc và gia đình sẽ tự giải quyết sự việc riêng với nhau, không có yêu cầu khiếu nại, khiếu kiện gì đến cơ quan chức năng.